Đây là tiếng nói Việt Nam. Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ xóm Nhà Lá, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ bình yên tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý thính giả chương trình radio Buôn Chuyện Sớm của đài phát thanh xóm Nhà Lá. Trong tình hình dịch bệnh lây lan tốc độ nhanh, radio hôm nay xin gửi tới quý thính giả một đoạn trích ngắn trong bài thơ đặc biệt về dịch Covid-19 của cô Chu Ngọc Thanh. Hy vọng quý vị sẽ cảm thấy vui tươi và giải tỏa được phần nào lắng lo những ngày qua. Xin mời cùng lắng nghe. Đất nước ở trong tim. Đất nước mình bé nhỏ vậy thôi em, nhưng làm được những điều phi thường lắm. Bởi hai tiếng nhân văn được cất vào sâu thẳm, bởi vẫn giữ vẹn nguyên hai tiếng đồng bào. Em thấy không, trong nỗi nhọc nhằn vất vả gian lao, khi dịch bệnh hiểm nguy đang ngày càng lan rộng, cả đất nước mình cùng đồng hành ra trận, trên dưới một lòng chống dịch thoát nguy. Với người láng giềng đang lúc lâm nguy, đất nước mình không ngại ngần tiếp tế. Dù mình còn nghèo, nhưng mình không thể nhắm mắt làm ngơ khi ai đó cơ hèn. Với đồng bào mình ở vùng dịch nguy nan, chính phủ đóng về cách ly trong doanh trại, bộ đội vào rừng chịu nắng dầm sương giải để họ nghỉ ngơi nơi đầy đủ chiếu giường. Từ mái trường này em sẽ lớn lên, sẽ khắc trong tim bóng hình đất nước. Cô sẽ nói những nhịp cầu mơ ước để em vẽ hình tổ quốc ở trong tim. Nhớ nghe em, ta chẳng phải đi tìm một đất nước ở đâu xa để yêu hết cả. Đảng đã cho ta trái tim hồng rạng tỏa, vang vọng trong lòng hai tiếng gọi Việt Nam. Cốc, 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 chim sơn ca cam lè lẹt đây. Bạn có nghe radio sáng sớm nay không? Mình đã cảm động đến rơi nước mắt. À, mình là một cô chim sơn ca của xóm Nhà Lá, thường nhảy nhót trên cành phượng vĩ trước ngôi nhà màu tím liệm tiệm sim của chú Sáu và cô Tư, gọi là xóm Nhà Lá. Bởi con hẻm này nhỏ xíu mà ồn ào lắm, vì ngày nào bà con cũng tụ họp hỏi han và bàn luận đủ mọi thứ việc trên trời dưới biển. Thế nhưng dịch lại bùng lại rồi, mọi người phải tuân theo chính quyền thực hiện giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đấy để phòng dịch. Xóm Nhà Lá giờ chỉ còn tiếng chào nhau qua ô cửa sổ, gọi nhau ý ới từ xa xa khi thấy hàng xóm bịt kín mít, bất đắc dĩ phải đi đâu đó vì công việc. Tất cả là vì cô bạn mà mình mới quen đây nè. Xin giới thiệu, đây là cô Vi. Chào Sơn Ca Cam lẹ lẹt. Hai, cô cũng có nghe radio sáng này, cảm động khóc sưng mắt. Người thì xanh lẹ xanh lét luôn nè. Sơn Ca có thấy không? Thì cô đã xanh lè từ hồi cô mới gặp cô rồi mà. Vậy thì tại sao cô còn xuất hiện để lây bệnh cho mọi người nữa vậy cô? Tụi cô có nhiều lý do để xuất hiện lắm nha. Có điều tốt mà cũng có cả điều xấu. Sơn Ca có thấy không? Rác thải nhựa từ đất liền trôi theo ống nước ngầm, sông suối ra biển, làm cho đại dương ô nhiễm trầm trọng. Các anh cá, chị mực, cô tôm không thể sống nổi. Họ đã mất đi ngôi nhà hạnh phúc và tự do của mình. Con có nhìn thấy những cánh rừng đang biến thành đồi trọc, ông cây cổ thụ bị chặt đốn, đất đai trở nên cằn cỗi không sức sống. Tình hình cháy rừng Amazon và ngay cả ở Việt Nam ta cũng đang trở nên đáng báo động. Nhà lầu mọc như nấm, xe hơi nườm nượp trên phố giờ đây thay thế cho những khu vườn xanh mát hay khoảng không gian tĩnh mịch. Khói bụi tỏa nghi ngút thay thế cho bầu khí quyển trong lành mà con người đang hít thở. Trái đất đang nóng lên và có thể đốt cháy nhân loại bất cứ lúc nào, Sơn Ca. Vậy nên bạn bè cô này đã lan ra khắp năm châu. Mọi sự bây giờ chỉ còn dựa vào ý thức của con người mà thôi. Dạ, đúng rồi.
Dạo này con cũng nghe trên radio có đưa được những thông tin tích cực về sự cải thiện của môi trường. Thật sự, lâu lắm rồi con lại mới thấy bầu trời Sài Gòn xanh trong đến vậy, không khí cũng dễ chịu hơn nhiều, cô nhỉ? Đúng rồi, và còn có nhiều điều tử tế xuất hiện khắp nơi giữa người với người nữa. Trong nghịch cảnh, con người mới có cơ hội giúp đỡ và đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn. À, còn nhớ có hôm nọ, cô Tư bàn với chị Mai nhà đối diện qua khung cửa sổ về một anh quân nhân hay là một cô y tá đành phải sống xa gia đình, xa cả con nhỏ để đi thực hiện nghĩa vụ trong tâm dịch. Họ chỉ được gặp nhau qua màn hình điện thoại thôi. Họ đành phải nén nước mắt vì thương con, mà cũng phải đành phải xa con của mình. Đúng rồi đó Sơn ca, những lúc như thế này, y bác sĩ tuyến đầu trở thành những chiến binh của nhân dân. Họ là chỗ dựa về cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho bà con. Và sự hy sinh và trách nhiệm với đất nước của họ thật đáng trân trọng. Kể ra, nhiều lúc thì con cũng không thích cô Vi lắm. Nhưng mà có những lúc khác con lại thấy biết ơn cô Vi. Vì khi cô đến, không chỉ mang tới những khó khăn, mất mát, mà còn giúp cho mọi người nhận ra được những giá trị khác nhau trong cuộc sống, về tình làng nghĩa xóm nè, và còn về sự an yên từ bên trong của mỗi người nữa. Sơn ca nhỏ xíu mà nói năng như bà cụ non thế nhỉ? Đúng thật, những điều chưa hoàn hảo, những bất như ý luôn có ý nghĩa quan trọng với cuộc sống. Sơn ca có biết là mọi sự tốt đẹp đang trên đường tới đấy.